Ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, để điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan. Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai các bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng bị can Thạo bị điều tra thêm tội nhận hối lộ.